Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Try On. Hôm nay chúng ta giải sách bài tập book. Rồi, ok. Chúng ta vào cái bài Unit 1 nhé. My World, thế giới của My World, thế giới của tôi. Trang 10. Bài số 1, liên quan từ vựng về ngoại hình và những hoạt động thời gian rảnh. Look at the pictures and choose the correct option. Chúng ta hãy nhìn bức tranh và chọn lựa chọn đúng. Ok, câu số 1, Michael là bạn này. Các bạn này thì thấp và gầy với tóc màu nâu ngắn, đúng không? Và đôi mắt xanh. Vậy thì chúng ta khoan vào cái gì? Thấp là short nè, gầy là slim nè, và tóc ngắn là short hair nè, short brown hair. Số 2, cái bạn choose this này thì gầy, gầy là slim, mảnh khảnh đó, với tóc xoăn. Xoăn là chúng ta chọn từ curly. Và bà này bao nhiêu tuổi? Bà này chắc phải 50 tuổi đúng không? Nhìn già già rồi, 50. Rồi, Arthur là cái ông này. Cái ông này là đang in his gì? Thirsty hả? Ông này cao. Ông này cao. Tóc thì tóc ngắn là short. Ông này thì già rồi, chẳng thể là 30 tuổi được đúng không? Chúng ta chọn thấp thì hay chọn âu. Này, ông này phải chọn âu già rồi. Câu số 4, Stacy cao và gầy. Thiên là gầy gầy nhom nè. Với cái gì? Tóc như thế nào? Tóc dài, đã lon nè. Mà đôi mắt như thế nào? Đôi mắt màu nâu. Rồi, ông lúc này thì có chiều cao trung bình, medium. Ông này mập, chubby. Ok. Xong chúng ta xuống bài số 2. Look at the picture, hãy nhìn vào bức tranh, hãy đọc các đoạn hội thoại và tìm bốn lỗi sai, sửa lại cho đúng. Đây là một bức ảnh cũ gia đình của tôi. My granddad, your granddad. Đây là một bức ảnh cũ của gia đình của chúng tôi. Ông của bạn đang bế tôi. Ông của bạn đang bế tôi và bà của bạn thì đang bế em gái của tôi, tức là dì của bạn đó. Vậy tức là đang một ông bố đang nói, đang chỉ cái bức tranh cho con của mình, đúng không? Thì chúng ta sẽ dịch theo ngữ cảnh đó nhé. Đây là một bức tranh cũ về gia đình của chúng ta. Ông của con đang bế bố và bà của con thì đang bế chị em gái của bố, tức là cô của con, tên là Suzy. Bà thì có mái tóc dài đen trong bức tranh, và bà ông có mái tóc dài hả, dài đen ở trong bức tranh, và ông ấy mũm mĩm. Ông và bà trong bức tranh hồi đó là bao nhiêu tuổi? Ông thì ngoài 30 và bà thì khoảng 20, khoảng đôi mươi đó. Vậy thì chúng ta coi này, có bốn lỗi sai, chúng ta tìm sửa lại cho đúng. Cái sai thứ nhất đó là tóc ngắn chứ không phải tóc dài. Cái thứ hai là ông này ông không chubby, không có mũm mĩm nha. Rồi, hai lỗi rồi, còn hai lỗi nữa. Ông 30 tuổi hả? Bà thì 20 tuổi. Ok, chúng ta xem cái lỗi nào sai. 30 này viết sai nè, đúng không? Và 20 không thể viết như thế này được. Ok chưa? 30 answer và 20 answer. Giống như trên đây, giống như trên đây chúng ta có cái từ 30 answer này. Rồi, qua cái bài này chúng ta có playing hai lần, watching, reading, surfing và listening. Hi everyone, chào mọi người. Đây là một bức ảnh của tôi và gia đình và bạn bè của tôi. Chúng tôi rất là khác nhau. Trans thì thích lướt mạng. Bây giờ có cái từ net thì các bạn phải xài là surfing, surfing the net, surfing the net, lướt web. Rồi, Mary thì thích chơi computer game, chơi là playing. Ellie không có thích chơi thể thao, tiếp tục playing sports. Cô ấy thích xem TV, xem là watching. Tôi ở phía trước, tôi thích đọc sách, reading book and magazine. Có một vài thứ mà chúng tôi đều thích. Chúng tôi thích ở nhà để mà nghe nhạc, listening. Rồi, qua bài tiếp theo. Hoàn thành từ đúng. Tên tôi là David và tôi 11 tuổi. Tôi cao và slim nè, gầy với wavy black hair.
brown eye, mắt màu nâu. Tôi thích playing football này, chơi bóng đá playing trong công viên. Tôi thường đi tới đó với bạn thân của tôi là Sally. Cô ấy slim and chubby. Cô ấy thấp và chubby. Sorry, chubby và chubby. Short là thấp và mũm mĩm. Nhưng cô ấy gọi bóng đá. Cô ấy có mái tóc curly, đúng là curly là xoăn, màu nâu xoăn dài và đôi mắt màu green eye màu xanh à, màu xám thì đúng hơn, gray eye. Chúng tôi thích chơi máy tính, trò chơi máy tính là computer game, computer games. Charlie là một người bạn rất là tốt và chúng tôi có rất nhiều niềm vui cùng với nhau. Rồi chúng ta xong cái bài 1A trong 10 nhé.